Rồi. Trên tay mình hiện giờ là nguyên hộp một chiếc Nexus 7 phiên bản 3 cờ. Đây là dung lượng là 32 GB. Thiết kế của hộp bên ngoài thì giống hệt của phiên bản Wi-Fi đã ra mắt trước đó. Đây là số 32 GB, biểu tượng sóng có sóng 3G và Wi-Fi. Còn lại thì chiếc hộp này nói chung là giống hệt những cái phiên bản Wi-Fi ra mắt trước. Hộp thì nhập khẩu về đang còn nguyên xe bỏ của nhà sản xuất. Bây giờ mình sẽ bóc. Về mặt nói chung thiết kế đóng gói của dòng này Nexus thì rất là đẹp và qua các phiên bản thì vẫn như vậy. Thực sự là hộp của Nexus mở rất là khó. Thiết kế rất là chắc chắn và nhưng mà ra thì tốn khá là nhiều sức. Cuối cùng sau rất nhiều nỗ lực thì mình đã mở thành công hộp của Nexus. Đây là phần thân máy chính. Ở đây thì lớp bọc này nó trong ở đây có các cái chú thích về các cái khe cắm của máy, hay là nút nguồn, nút tăng giảm âm lượng, khe micro sim. Ở phía sau là hướng dẫn để đưa sim vào ra. Còn ở bên trong hộp thì có một hộp phụ kiện. Nó được đóng gọn hơn rất là nhiều so với phiên bản Wi-Fi là nó để tùm lum ra bên ngoài. Đây để gọn lại thì rất là đáng yêu. Bên trong có hai cuốn sách hướng dẫn sử dụng nhanh của Nexus. Một cáp nó chuyển chân một đầu USB, một đầu cắm một máy. Và một cục sạc của hãng. Khá là nhỏ ngắn gọn nhẹ. Đây là phần chính của chiếc máy. Máy này phiên bản Wi-Fi 3G, vì vậy là nó có một hai cắm sim mà không, nó hỗ trợ kết nối NFC. Máy cầm trên tay thì khá là nhẹ nhưng mà rất đầm. Đây là chiếc máy nguyên trạng mới của chiếc máy. Ở đây thì có khe loa, một đường output và Nexus. Ở bên hông thì có thể thấy đây là một khe cắm micro sim. Và phía trên là nút nguồn, nút tăng phím, cụm phím tăng giảm âm lượng. Máy có một camera ở phía trước. Camera này thì chỉ có phục vụ cho việc gọi video call thôi. Mà sau không có camera. Và bề mặt thì khá là được, khá là được chịu. Bây giờ mình sẽ bật máy lên. Cái biểu tượng quen thuộc của Nexus. Ở đây thì phần chọn ngôn ngữ. Mình chọn ngôn ngữ là tiếng Anh bình thường.